phần trên của bê tông đó chính là nút tra nhớt cho bà con. Khi bà con tra nhớt, bà con hãy cần quan sát mắt nhớt ở phía sau này. Nhớt bà con chỉ cần nên đổ 1/2 mắt nhớt là bà con có thể sử dụng được rồi, tránh tình trạng bị chạm nhớt hoặc là máy sẽ bị hư hại trong quá trình máy hoạt động. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của công ty Thế Giới Máy chúng tôi. Và ngày hôm nay Ngọc Lan xin đem đến cho bà con đó là những dòng máy đầu xịt rửa xe có mặt tại showroom của Thế Giới Máy. Những dòng máy này có thể giúp cho bà con tận dụng trong việc xịt rửa sân vườn, xịt rửa chuồng trại, xịt rửa xe máy, xe ô tô, phun xịt, phun thuốc trừ sâu hoặc là phun cây đều được. Và ngay trong video này Ngọc Lan sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho bà con, đó chính là con máy Oshima OS22TS. Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi Ngọc Lan để Ngọc Lan giới thiệu về con máy này cho quý vị và các bạn cùng biết nhé. Và đây chính là con máy Oshima OS22TS mà Ngọc Lan vừa mới nhắc tới. Phụ kiện đi kèm 3 máy sẽ bao gồm 1 dây hồi và 1 dây cấp nước. Đầu của dây cấp nước sẽ bao gồm 1 lọc rác. Các đầu của dây được làm bằng đồng khá là chắc chắn, đảm bảo cho độ bền của máy. Phần giữa của dây được làm bằng dây gân trong suốt, giúp cho bà con có thể quan sát được mực nước. Và thêm vào đó, trong quá trình sử dụng bà con sẽ không bị gấp khúc. Và đây chính là đầu của máy. Đầu của máy được thiết kế bằng đồng bền bỉ, tránh oxy hóa trong quá trình sử dụng. Đây là đồng hồ đo điện áp, giúp cho bà con có thể quan sát trong quá trình máy hoạt động. Một bầu khí và van chỉnh áp, kèm theo đó là một ngắt áp. Trên đầu của máy còn được thiết kế hai khóa van bi, giúp cho bà con có thể tận dụng được, sử dụng một người hoặc là hai người đều được. Đây chính là bu ly của máy. Phần phía trên của máy được thiết kế với 3 bít tông, bên trên có tấm chống bụi. Bít tông này được làm bằng sứ, giúp cho bà con bền bỉ trong quá trình sử dụng. Đồng thời có các gion để tránh bào mòn. Với lại bít tông sứ này bà con có thể tận dụng để phun xịt thuốc trừ sâu hoặc phun xịt cây cối đều được, tránh oxy hóa trong quá trình bít tông hoạt động. Phần trên của bít tông đó chính là nút tra nhớt cho bà con. Khi bà con tra nhớt, bà con hãy cần quan sát mắt nhớt ở phía sau này. Nhớt bà con chỉ cần nên đổ 1/2 mắt nhớt là bà con có thể sử dụng được rồi, tránh tình trạng bị chạm nhớt hoặc là máy sẽ bị hư hại trong quá trình máy hoạt động. Bao gồm đầu xịt được nằm trên một chân kê chữ V khá là chắc chắn. Phía bên ngoài được sơn bằng một lớp sơn tránh oxy hóa trong quá trình bà con sử dụng máy. Vừa rồi Ngọc Lan vừa giới thiệu cho bà con đó chính là đầu xịt rửa xe Oshima OS22TS. Với công suất là 1 HP, lưu lượng nước là từ 13 tới 22 lít trên phút. Quý vị và các bạn nếu như muốn sở hữu ngay con máy này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc trái màn hình hoặc là website của chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video sau.